vài thuốc trị táo bón của bác Hùng Oai trị táo bón. Bác ơi cho cháu hỏi, mẹ cháu bị táo bón kinh niên, đi khám bác sĩ bảo là viêm đại tràng co thắt nhưng uống thuốc, ăn đồ mát mãi mà không khỏi. Bác có cách gì chỉ giúp cháu với a? Cháu cảm ơn bác nhiều. Hàng rào bê tông, không ai chữa bệnh không công đâu nhé, phải mất rất nhiều tiền, đi nhiều nơi và gặp nhiều lang giỏi chém gió can, tì, phế, đờm, phong hàn, bất túc, bất giao thao thao thể hiện mới có nhiều hy vọng. Bây giờ mang tiền đến nhà bác đưa trước vài chục triệu đây bác chữa cho. Vì trả nhiều tiền trước, không khỏi cũng phải nói khỏi, nếu không thiên hạ mắng mình là ngu. Nhà ta ở dưới gốc cây dương, cách động Hương Sơn nửa dặm đường. Có suối nước trong tuôn róc rách, có hoa bên núi ngát đưa hương. Nếu chưa tìm được nhà trao tiền thì tạm thời làm như sau. Ngủ dậy khi vẫn còn nằm trên giường, dùng đầu ngón trỏ và ngón giữa vuốt lông mày từ trong ra ngoài 50 lần, hai tay cho hai bên lông mày. Uống 250 đến 300 ml nước nóng liền một lúc. Không được uống một ít, để đấy, đi đâu đó rồi quay lại uống tiếp. Tốt nhất là để phích nước nóng đầu giường. Ngủ dậy vuốt lông mày xong ngồi dậy rót nước vừa thổi vừa uống luôn. Sau đó muốn đi đâu làm gì cũng được. Cố gắng trong buổi sáng đến trưa uống tổng cộng khoảng 1,2 lít nước thì tốt. Nếu sau 3-5 ngày không khỏi là do làm sai và đọc chưa kỹ. Trẻ em căn cứ theo trọng lượng, 30kg uống 150ml, 15kg uống 70-80ml. Bé hơn thì tùy nịnh bé uống được càng nhiều lúc ngủ dậy càng tốt. Nhớ vuốt lông mày từ giữa ra 50 cái ngay khi ngủ dậy. Nếu khỏi rồi mà không tìm được nhà bác thì ra nhà dây thép là cái cột có nhiều dây lằng nhằng bên trên, treo tiền lên đó đọc đúng bài thơ, địa chỉ nhà bác, nhờ nhà dây thép chuyển giúp nhé. Nhớ hết to vào tôi tên là, gửi bọc tiền này cho bác Hùng Y nhà dây thép nhớ nhớ chuyển nhớ nhớ. Nếu thấy hay thì bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè.